Biển Đông lại nóng với hàng loạt hành động của các nước. Philippines lên tiếng phản đối Trung Quốc không ngừng triển khai, hiện diện kéo dài và hoạt động phi pháp quanh đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Đây là động thái của kẻ ăn trộm đối với kẻ ăn cướp. Bởi vốn dĩ đảo Thị Tứ là một đảo san hô trong cụm Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước sự chiếm đóng trái phép của Philippines và những hoạt động ngông cuồng của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã bày tỏ phản đối gay gắt đối với những thủ đoạn hung hăng ở Biển Đông nhằm thực hiện tham vọng chiếm trọn vùng biển chiến lược. Trong khi đó, với xe tăng T-14 Armata của Nga, báo Mỹ có ý cho rằng xe tăng Nga không phải là một yếu tố trong trò chơi thực sự, mà chỉ là hổ giấy, yếu kém và thậm chí không được tham gia vào các trận chiến. Trước những nhận định của Mỹ về vũ khí của Nga hết lần này đến lần khác chỉ toàn là chê bai, thì phía Moscow mới đây tiếp tục cho thử nghiệm tổ hợp robot chiến đấu Uran-9 trong lực lượng lục quân Nga vào năm 2022 và có kế hoạch biên chế trang bị trong tương lai gần. Cuối cùng là quan hệ Trung Ấn tiếp tục căng thẳng, khi mới đây đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết New Delhi nên duy trì quyền tự chủ chiến lược thay vì tham gia bất kỳ liên minh nào chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đó là việc Bắc Kinh nói, còn Ấn Độ vẫn bỏ ngoài tai, cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, không bị ép buộc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay, và sau đây là bản tin chi tiết. Đảo Thị Tứ của Việt Nam, Philippines chiếm đóng, Trung Quốc hoạt động phi pháp. Hồi giữa năm nay, Philippines đã lên tiếng phản đối Trung Quốc không ngừng triển khai, hiện diện kéo dài và hoạt động phi pháp quanh đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Đây là động thái của kẻ ăn trộm đối với kẻ ăn cướp. Bởi vốn dĩ đảo Thị Tứ là một đảo san hô trong cụm Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các bên khác có động thái tuyên bố chủ quyền đối với đảo Thị Tứ, bao gồm Đài Loan, Philippines, Trung Quốc đều là những kẻ có dã tâm cướp đảo của Việt Nam chúng ta. Như chúng ta đã biết, Philippines đã chiếm đóng đảo Thị Tứ từ đầu những năm 70 và gọi đó là đảo Park Asa. Và tuyên bố phản đối Trung Quốc mới đây của Philippines là diễn biến mới nhất cho tình trạng căng thẳng kéo dài giữa các quốc gia về tranh chấp trên biển. Theo như bản tuyên bố, Philippines yêu cầu Trung Quốc rút lui tất cả các tàu cá và các thiết bị hàng hải ra khỏi khu vực đảo Thị Tứ. Trong bài đăng Twitter của Bộ Ngoại giao, Philippines tuyên bố đảo Thị Tứ là một phần không thể tách rời của Philippines. Đáp lại động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cứng rắn bày tỏ sự phản đối của Việt Nam đối với việc Philippines bồi đắp đảo Thị Tứ. Ngoài ra, Việt Nam cũng phản đối cuộc tập trận mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó đều là những hành động xâm phạm chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo của Việt Nam. Trước đó, vào hồi đầu năm nay, Việt Nam ra tuyên bố phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Tuyên bố nhấn mạnh Việt Nam hoàn toàn có quyền khai thác trên vùng chủ quyền của mình tại Biển Đông. Trung Quốc hành động như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Philippines cũng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Manila nói rằng lệnh cấm đánh bắt cá là vượt xa các quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hàng năm, Trung Quốc đều tự đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá. Bắc Kinh cũng tự ý ban cho mình cái quyền phạt tiền các tàu nước ngoài mà họ coi là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Số tiền phạt lên tới 2 tỷ đồng Việt Nam. Ngang ngược hơn là hồi đầu năm, chính quyền Trung Quốc tự ban hành luật cho phép lực lượng vũ trang của nước này có quyền nổ súng vào các tàu nước ngoài bị cáo buộc đi vào vùng biển của Trung Quốc. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đang sử dụng các thủ đoạn hung hăng ở Biển Đông nhằm thực hiện tham vọng chiếm trọn vùng biển chiến lược. Các thủ đoạn này đẩy dần ngư dân Việt Nam và các nước khác ra khỏi Biển Đông. Bắc Kinh nhận chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Yêu sách này được thể hiện qua đường lưỡi bò hay đường chín đoạn. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan đã bác bỏ cơ sở pháp lý cho yêu sách của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh không chấp nhận và không tuân thủ phán quyết. Hành động của một kẻ cướp trắng trợn và ngang ngược như vậy là không thể chấp nhận được. Việt Nam chúng ta tất nhiên không thể chỉ phản ứng bằng tiếng nói của Bộ Ngoại giao. Ngoài việc phản đối bằng miệng, thì Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn âm thầm tăng cường sức mạnh hải quân, sức mạnh phòng thủ bờ biển, không quân và lục quân, liên tục kết nối và nâng cao các mối quan hệ quốc tế cùng các cường quốc quân sự để làm đồng minh trên Biển Đông. Bằng sự khôn khéo của mình thì Trung Quốc có muốn nuốt trọn được Biển Đông của Việt Nam cũng chẳng phải điều dễ dàng gì, không muốn nói là không thể. Báo Mỹ gọi xe tăng Nga là hổ giấy. Cựu sĩ quan bộ binh Mỹ Brent Eastwood của Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ về số lượng thực tế của xe tăng T-14 Armata được sản xuất và từng tham gia vào cuộc chiến ở Syria.
Theo chuyên gia này, mẫu xe tăng T-14 Armata lần đầu tiên được trình diễn tại cuộc duyệt binh năm 2015. Quân đội Nga sau đó tuyên bố sẽ sản xuất 2.300 chiếc T-14 Armata vào năm 2020. Nhưng sau này, chương trình nói trên đã nhiều lần bị trì hoãn do tốn kém chi phí. Có thể nghi ngờ chuyện phương tiện mới này được triển khai ở Syria vào năm 2020 nếu loại xe tăng đó quả thật đã được đưa vào hoạt động quân sự ở Trung Đông, thì có lẽ nó không tham gia vào các trận chiến. Tuy nhiên, theo trang tin, không thể không công nhận những ưu điểm của xe tăng T-14 Armata. Đặc biệt, pháo binh của xe tăng Nga có thể còn tốt hơn pháo trên xe tăng Leopard 2 của Đức. Xe tăng T-14 Armata thế hệ thứ tư chắc chắn rất ấn tượng. Nó có hình dáng thấp hơn, gây khó khăn cho việc ngắm bắn. Xe tăng có lớp giáp cải tiến dạng modun, chế tạo từ hợp kim thép và ceramic, có khả năng bảo vệ xe chống tên lửa và súng phóng lựu chống tăng. T-14 Armata là xe tăng bánh xích hạng nặng do công ty của Nga phát triển. Đây là cơ sở chuyên chế tạo và sửa chữa xe tăng chủ lực, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe khác. Nhờ trang bị phương tiện tác chiến điện tử, T-14 Armata có thể bảo vệ nhiều loại phương tiện, thiết bị khác nhau, tránh máy bay và vũ khí chống tăng của đối phương. Nếu cần thiết, loại xe tăng này có thể yểm trợ cho các xe chiến đấu bộ binh bằng hỏa lực pháo 125mm uy lực. Lục quân Nga sẽ được trang bị robot chiến đấu Uran 9. Tổ hợp robot chiến đấu Uran 9 sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm trong lục quân Nga vào năm 2022 và có kế hoạch biên chế trang bị trong tương lai gần. Tướng Oleg Sayukov, tư lệnh binh chủng này của lực lượng vũ trang Nga cho biết, hiện tại chúng tôi đang tổ chức công tác chuẩn bị để đưa hệ thống robot này vào phục vụ. Sau đó vào năm 2022 có kế hoạch thử nghiệm hoạt động trong quân. Dựa trên kết quả đó sẽ đưa ra quyết định về số lượng tối ưu để mua tổ hợp trang bị cho quân đội. Vị tướng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp ngày truyền thống lực lượng lục quân được tổ chức ở Nga hôm thứ Sáu. Ông Sayukov nhắc rằng năm nay các robot chiến đấu Uran 9 cùng với tổ hợp Nerekta lần đầu tiên đã được sử dụng trong đội hình chiến đấu của các đơn vị hỗ trợ. Hơn nữa, robot đã thành công hạ tất cả các mục tiêu chỉ định. Điều khiển tổ hợp robot là chuyên gia vận hành đóng tại các điểm kiểm soát ở cách đó 1,5 km, nơi họ quan sát được quá trình robot đánh bại kẻ địch giả định trong thời gian thực. Vị tư lệnh lục quân cho biết, các tổ hợp robot chiến đấu Uran 9 được trang bị pháo 30mm, tổ hợp vũ khí có điều khiển Ataka, súng máy và súng tên lửa bộ binh. Trọng lượng chiến đấu của tổ hợp lên tới 12 tấn. Trung Quốc càng đe, Ấn Độ càng bỏ ngoài tai. Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết New Delhi nên duy trì quyền tự chủ chiến lược thay vì tham gia bất kỳ liên minh nào chống lại Bắc Kinh. Cụ thể, đại sứ Sun Weidong nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn và trấn áp Trung Quốc sẽ thất bại. Ông Sun đưa ra phát ngôn trên sau vài ngày khi lãnh đạo của nhóm đối thoại an ninh tứ giác tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên ở Washington, Mỹ. Điều đáng chú ý là một số quốc gia đang đi ngược lại xu hướng. Vì ích kỷ, họ giữ tâm lý chiến tranh lạnh, tìm kiếm các nhóm nhỏ và liên minh quân sự khép kín nhằm vào bên thứ ba, gây ra các cuộc chạy đua vũ trang, căng thẳng, chia rẽ và tạo đối đầu, biến châu Á-Thái Bình Dương thành một đấu trường của các cường quốc và làm mất ổn định thế giới. Những hành động này sẽ không được ủng hộ và không có kết quả, trích lời ông Sun trong một cuộc họp trực tuyến hôm 29 tháng 9. Đại sứ Trung Quốc cảnh báo, Ấn Độ nên duy trì quyền tự chủ chiến lược của mình và không tham gia các liên minh khép kín hoặc bán liên minh chống lại nhau. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tuần trước, bốn nhà lãnh đạo của Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ đã lặp lại cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, không bị ép buộc. Đây là một lời chỉ trích kín đáo nhắm vào Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã xấu đi từ tháng 6 năm 2020 khi một cuộc giao tranh nổ ra giữa hai quân đội, hai nước tại biên giới tranh chấp phía tây dãy Himalaya. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ việc này. Dù đã đàm phán lâu nay nhưng hai nước không đạt được nhiều tiến triển và tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn. Có nhiều báo cáo cho thấy hai bên đang tăng cường quân đội về biên giới, làm dấy lên lo ngại họ có thể đụng độ một lần nữa trước mùa đông. Trong một diễn biến khác, ngày 30 tháng 9, một công ty Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 700 triệu USD để xây dựng một cảng container nước sâu chiến lược tại Sri Lanka. Động thái được xem là để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cơ quan quản lý cảng Sri Lanka cho biết họ đã ký thỏa thuận
với tập đoàn Adani của Ấn Độ để xây dựng một cảng biển mới bên cạnh cầu cảng trị giá 500 triệu USD do Trung Quốc điều hành ở thủ đô Colombo. Cuối cùng, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!